Phải cần kiệm hoa mà không tư cả quyết xin lỗi mình cẩn thận mà không nhút nhát hay hỏi nhẫn nại chịu khó hay nghiên cứu xem xét vì công vong tư không hiểu sang không kiêu ngạo nói thì phải làm gì chủ nghĩa cho Phật hy sinh ít lòng tham muốn về vật chất bí mật đối người phải với từng người thì khoan thứ với đoàn thể thiên niên con lòng mày vẽ cho người chứ mà không táo bạo hay xem xét người làm việc phải xem xét hoàn cảnh kỹ càng quyết đoán dũng cảm phục tùng đoàn thể vì sao phải viết sách này thứ nhất phàm làm việc gì cũng vậy bất kỳ lớn bé bất kỳ khó chê nếu không ra sức thì chắc không thành công phụ nữ tao có câu sư tử bắt họ tất nhiên hết sức sư tử mãi biết chừng nào nếu bắt họ thì có khó gì thế mà còn phải dùng hết sức uống gì làm việc to tát như việc giải phóng gồm cùng nỗ lệ cho đồng bào cho nhân loại nếu không hết sức thì làm sao được thứ hai là nhiều người thấy khó thì ngã lòng không hiểu rằng nước chảy đá mòn và có công may sắc có ngày nên kiếm việc gì khó cho mấy quyết tâm làm thì làm chắc được thịt người làm không nổi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi đời này làm chưa xong thì đời sau nổi theo làm thì phải xong thứ ba muốn đồng tâm hiệp lực muốn bền gan thì trước ai ai cũng phải hiểu rõ vì sao mà phải làm vì sao mà không làm không được vì sao mà ai ai cũng phải gắn một vai vì sao phải làm ngay không nên người này ngồi chờ người khác có như thế một đức mới đồng một đức có đồng chỉ mới đồng chỉ có đồng tâm mới đồng tâm đã đồng lại phải biết cách làm thì làm mới trống thứ tư lý luận và lịch sử cách mệnh có nhiều sách lắm pháp nó sợ nàng cấm chúng ta học cấm chúng ta xem cho nên đồng bào ta đối với hai chữ cách mệnh còn lờ mờ lắm có người tin chắc để xuống ra một chút lại là một cái thất hồ đồ hoặc suối dân bạo động mà không bày các tổ chức hoặc làm cho dân quen tính ứng lại mà quên tính từ cừ thứ năm mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ vì sao chúng ta muốn sống thì phải cách mệnh vì sao cách mệnh là việc chung của dân chúng chứ không phải việc một hai người đem lịch sử cách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ ai là bạn ta ai là thù ta cách mệnh thì phải làm thế nào cách mệnh thì phải làm thế nào mình thì phải làm thế nào.